Theo báo cáo của Bộ Giáo dục Đào tạo, năm 2022, cả nước có hơn 1,2 triệu cán bộ, quản lý, giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, tăng hơn 245.000 người so với năm 2008. Trong đó, cấp tiểu học hiện có số lượng cán bộ, quản lý, giáo viên nhiều nhất với gần 402.000 người, ít nhất là cấp trung học phổ thông với hơn 155.000 người. Dù quy mô giáo viên trên cả nước có tăng, song vẫn còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ.